Chào mọi người đấy, con xin chào mọi người. Chào mọi người. Chúng con đang học tiếng Trung. Các bạn học cùng với mình nhé. Không. Không à. Các bạn học cùng với mình nhé. Thế bây giờ một mình bạn Tú đọc được không? Không. Không đọc được à? Một mình bạn Vi đọc được không? Rồi, cô mời bạn Vi nào. Thì ra ok, con chỉ vào đây con đọc cho cô nhá. Nào, đọc cho cô đi. Ba. Pa. Mà, phà. Bây giờ cô ghép với A con đọc làm sao? Ba, pa, ma, pa. Pha, pha, pha. Pha. Phở, pha. Bây giờ tiếp tục âm tờ ghép với âm Y cho cô đọc không? Âm tờ ghép với âm Y đọc sao nào? Ti. Ti. Thi. Ni. Li. Đúng rồi. Âm cờ này ghép với âm ưa cho cô được không? Cưa. Khưa. Đúng rồi, ghép với âm y cho cô cái này đọc không? Âm áp sát tắc nè, mặt lưỡi trong nè. Thi. Si. Đúng rồi, âm này ghép cho cô với âm a được không? Cha. Cha. Cong không? Cong bật không? Cha. Sa. Ra. Bây giờ cũng như vậy mà ghép với âm a cho cô đọc sao? Cha. Cha. Sa. Đúng rồi, cảm ơn con. Ok, cảm ơn con bạn rất là nhiều. Đây là phần thanh mẫu và vận mẫu của tiếng Trung. Ok, rồi, cảm ơn bạn. Bạn Tú đâu? Tú làm gì đấy Tú? Tú đi tô màu à? Nào đến đây đọc cho cô giáo sửa xem nào có được không nào? Đâu đâu đâu, em đọc thử cho cô xem có được không. Nhanh lên nào, em ngồi vào đây. Em đọc cho cô phần này nào. Bờ. Thơ. Mơ. Phở. Ghép với A cho cô được không? Bờ A ba. Đúng rồi. Đúng rồi, ghép với âm ưa được không? Ghép với âm ưa này này. Ưa ghép vào đây cho cô. Tờ ưa tưa. Tờ. Thờ. Thờ ưa tưa. Nờ ưa lưa, lờ ưa lưa. Đúng rồi, ghép với âm ưa luôn đi nào. Lờ. Cờ. Cờ ưa cưa. Khờ ưa khưa. Khờ ưa khưa. Ghép với âm y nào. Chi. Chi. Âm này có bật hơi không con? Chi. Âm này bật hơi không? Âm này bật hơi không? Không. Đúng rồi, con đọc sao? Chi. Đúng rồi, âm thứ hai bật hơi không? Có. Có, bật như thế nào? Chi. Dạ, chi, áp sát tắc chi, ok. Chi. Âm này đọc là cái gì? Si. Si, dạ, si. Âm này là gì đây? Chờ. Đúng rồi, ghép với A cho cô được không? Chờ A cha. Đúng rồi, chờ A cha, tiếp tục. Chờ A cha. Đúng rồi, CH cong bật. Cha, ok, âm này chờ. Đọc là gì? Chờ. Sở A Sa. Cong không? Không. Ê, SH có cong không? Tất cả H là cô giáo dạy là gì? Cong. Vậy thì âm này ghép với âm A đọc là gì? Sa. Sa. Và âm này? Ra. Dạ. Vậy thì cái này khác với lại không có H thì là không, không cong. Đúng không? Chờ. Đúng không? Đọc cho cô ghép với A đúng rồi thẳng. Đọc cho cô nào. Ghép với A luôn nào. Chờ A Sa. Đúng rồi. Âm này bật thẳng cho cô nào. Chờ A Sa. Ok, âm này đọc là sao nào? Sa a sa. Bù tuệ ồ. Sa, bù sư sa. Sa. Cái này đọc là sa. Sa. Này đọc là ya. Ya. Wa. Wa. Âm này đọc là gì? A. 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 Cái này gọi là thanh 1, là thanh kéo dài. Thanh 4 là dứt khoát. Đúng không? Đúng. Đúng rồi, cô cảm ơn các bạn. Nào, tạm biệt. Nào, Tú đâu? Tạm biệt. Tạm biệt nhìn các bạn như là Tú nhìn các bạn. Bye bye. Bye bye Mr. Silly.